Xin chào anh chị, hôm nay con tự là anh Dương thì hướng dẫn cho anh chị đổi cái đơn vị của con GWL và tất cả những cái dòng cân của con đĩa của xe Diver. Đầu tiên anh chị mở cân lên bình thường, nhấn giữ phím M trừ set giúp em. Mở được rồi, khi mà nó hiện lên vậy thì anh chị để ý cái B dưới này giúp em. Anh chị bấm phím T, bấm T di chuyển tới B03 là phần unit. Thì nó hiện lên màn hình là chữ unit nè. Anh chị bấm phím M trừ set, bấm phím T để qua nó hiện user. Rồi anh chị bấm M trừ set. Đây cái đơn vị gam đang mở nè. Anh chị muốn mở đơn vị khác anh chị bấm phím unit nha. Cái bao bao đơn vị của anh này, anh chị muốn muốn mở nó lên thì anh chị bấm phím T cho nó on lên. On lên rồi sale lại. Rồi anh chị muốn mở một đơn vị khác này bấm em một từ xếp lại giúp em. Anh chị muốn đổi đơn vị đỡ mở thì anh chị bấm phím unit này chuyển. Ví dụ anh chị muốn mở đơn vị BCS, BCS là đếm đơn vị đếm cái á. Mình cũng nhấn phím T để cho nó on lên. Sau khi mình on xong rồi là anh chị nhấn em mời cộng để lưu rồi bấm zero thoát ra. Rồi đây đang nó đang là đơn vị gam, nó đang đơn vị gam này thì anh chị muốn chuyển đơn vị anh chị bấm phím unit. Đó, nó chuyển đơn vị bao này, bấm unit cái nữa là chuyển đơn vị BCS là số đếm này, bấm unit là chuyển về đơn vị ký, bấm unit là chuyển về đơn vị gam. Và cái đó là trước khi mình muốn bấm unit để nó chuyển được thì mình phải mở cái đơn vị như nãy giờ em hướng dẫn đó. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video.